Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Jin He. Hôm nay là buổi trị nám thứ hai của chị Hà My. Thì sau khi được tư vấn và thăm khám thì bác sĩ đã đưa ra cái phương pháp trị nám Melasur chị. Thì chúng ta cùng lại gần để theo dõi quá trình trị nám của chị nhé. Chị My ơi, em xin phép được phỏng vấn chị một vài câu với chị nhé. Ok. Dạ vâng chị ơi, thì hôm nay là buổi trị nám thứ hai của mình rồi đấy, thì chị thấy thế nào ạ? Chị thấy các vết thâm nám nó cũng đã giảm đi rõ rệt rồi. Dạ vâng, thì với cái phương pháp trị nám Melasur này thì chị sẽ thấy rõ được cái hiệu quả của mình sau khi kết thúc liệu trình thôi ạ. Thì chị My thì em xin phép là được cho các bạn xem cái nhìn là hình ảnh trước kia của mình chị nhé. Và bác sĩ cũng sẽ tư vấn qua chị về cái tình trạng da của mình luôn nhé. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ về tình trạng da của chị My được không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy là tình trạng nám của chị My bị khá là nhiều ở hai bên gò má, và nám thì khá là rộng và nó không có những cái vết nhỏ, đây gọi là nám mảng. Tình trạng nám mảng này thì nó khá đậm màu, nó khiến cho làn da của chị My kém sức sống và nhìn nó bị già tuổi rất là nhiều. Dạ vâng, thì theo em thấy thì hôm nay là buổi thứ hai thôi mà da của chị đã được cải thiện rất là nhiều rồi đấy ạ. Thì bác sĩ có thể chia sẻ với mọi người về cái liệu trình trị nám của mình nữa, của chị My được không ạ? Với cái tình trạng nám mảng như của chị My nhé, thì bác sĩ đã chỉ định cho chị sử dụng 5 buổi Melasur. Thì như hôm trước chị thấy ạ, ngay sau buổi đầu tiên thì nám nó đã mờ đi rồi, và hôm nay là buổi thứ hai thì cái vết mảng nám ở hai bên gò má của mình nó sẽ tiếp tục được mờ đi nữa đó. Thì có khi là sẽ là mời chị ngồi dậy để chị soi gương để chị thấy rõ hơn cái sự khác biệt của buổi thứ hai nhé. Bác sĩ ơi, nếu bác sĩ My ngồi dậy thì bác sĩ có thể cho mọi người xem lại hình ảnh trước kia của chị My một lần nữa nhé, để mọi người thấy rõ cái kết quả ấy ạ. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy trong ảnh này. Đó, và thực tế bây giờ ngoài này các bạn sẽ thấy là cái vết nám nó đã mờ đi rất là nhiều rồi. Thì thế cái phần mạng nám ở đây đã mờ đi rất là nhiều. Bây giờ nếu nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi tối màu một chút thôi, chứ không có cái hiện tượng là bị loang lổ màu giống như cái phương pháp cũ. Thì đây là cái phương pháp mà bác sĩ sẽ sử dụng sóng laser kép để loại bỏ tận gốc cái chân nám của mình, nên chị sẽ thấy nó không bị loang lổ màu. Tiếp theo bác sĩ sẽ sử dụng thêm tế bào gốc để giúp cho làn da của mình này, ngoài việc loại bỏ nám ra thì làn da nó sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nên chị sẽ thấy là nếu bây giờ chị sờ vào da, chị sẽ thấy nó đang hồi hơn so với cái buổi trước khi mình điều trị rất là nhiều. Đó. Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ của chị My và bác sĩ ạ. Cảm ơn các bạn đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Jin He. Các bạn có đang thắc mắc về dịch vụ trị nám Melasur, hãy inbox trực tiếp cho fanpage hoặc gọi điện qua số hotline 082 945 8888 để được tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các livestream tiếp theo.